Ngày đẹp tuần ạ, xin chào quý vị các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp của công ty kiến trúc Tân ạ. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn ngôi nhà 3 tầng hiện đại một mặt tiền của chủ nhân là anh Lý Văn Hiệp ở phường Trường Thi, thành phố Vinh. Trước khi đến với ngôi nhà của anh Hiệp thì mời các bạn qua kênh YouTube của Nhà đẹp Tân Ạ. Các bạn chỉ cần đánh Nhà đẹp Tân Ạ và nút tìm kiếm thì sẽ ra kênh của chúng tôi. Kênh của chúng tôi bao gồm các cái video chia sẻ các cái ngôi nhà mà chúng tôi thiết kế: nhà cấp 4, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà tân cổ điển, nhà mặt phố, nhà hiện đại, vân vân. Và kèm theo đó là các cái video chia sẻ các cái quá trình thi công mà chúng tôi ghi lại được khi đi giám sát các ngôi nhà, các công trình mà Tân đã thiết kế. Và để từ đó các bạn có một ít kinh nghiệm chuyên môn về áp dụng vào việc xây dựng ngôi nhà trên thực tế của mình. Trở lại với ngôi nhà của anh Hiệp ở phường Trường Thi, thành phố Vinh. Đến với công ty, anh Hiệp cũng chia sẻ rằng anh tình cờ biết đến là Tân Á qua mạng internet và anh đã tham khảo rất và theo dõi các cái trang web, các cái mẫu nhà của Tân Á theo một thời gian dài, và anh quyết định chọn Tân Á làm cái nơi gửi gắm niềm tin cho việc xây dựng ngôi nhà của mình, xây dựng cái tổ ấm cho mình. Nguyện vọng của anh muốn xây dựng một ngôi nhà mặt phố chỉ có mặt tiền nhưng nó nổi bật ở cái khu phố đó, mà ai đi qua khu phố cũng phải ngước nhìn, đáp ứng lại cái nguyện vọng của anh Hiệp. Thì chúng tôi đã làm việc ngày đêm qua cái thời gian trao đổi về cái hình khối bên ngoài cũng như công năng bên trong, sản phẩm thiết kế đã ra đời mà gia đình anh Hiệp rất ưng ý. Ở đây ta đến với ngôi nhà của anh Hiệp thì nhìn vào ngôi nhà ta thấy toát lên cái vẻ sang trọng bởi cái màu trắng là màu chủ đạo, và kèm theo đó là các cái màu sắc trung trung tính. Ngôi xa nó đặc sắc bởi cái sự thụt thụt ra lùi vào của các bức tường giữa các tầng và trong cùng một tầng. Như tầng 1 thì được kéo dài cái mái ở tầng 1 ra, gọi là cái sảnh tầng 2 kéo ra đến hết cổng, và cái sảnh ở tầng 2 có tác dụng nó là cái mái che mưa che nắng cho tầng 1. Và mặt tiền ở tầng 1 được ốp đá màu xám. Cạnh cổng được thiết kế màu ghi rất đơn giản nhưng đẹp mắt. Lên tầng 2, chúng tôi là cho cả cái bức tường nó thụt vào để một cái ban công rộng rộng rãi
lên tầng 3. Tầng 3 thì lôi ra là một cái khoảng để trồng các cái cây cảnh, và chỗ này ở tầng 3 lại thụt vào và được bố trí các cái lam lam gỗ rất đẹp mắt. Ngoài cái cửa chính bằng gỗ lim Nam Phi kết hợp kính cường lực thì còn lại các cái cửa ở tầng 2, cửa đi tầng 2, cửa phụ ở tầng 3 và hệ cửa sổ chúng tôi đều thiết kế là nhôm kính sinh pha màu gri. Sở dĩ chúng tôi dùng hệ nhôm kính sinh pha là nó bền, với thời gian nó có thể chịu được nắng mưa và hơn nữa nó cũng nhìn rất sang trọng, nó sẽ nổi bật giữa cái bức tường màu trắng rất đẹp. Ở đây mái của ngôi nhà thì chúng tôi làm mái bằng và trên đó là lợp một cái mái tôn theo chiều ngựa chiều nghiêng từ mặt trước ra mặt sau. Các cái hè đen được gắn ở các cái sảnh, các cái mảng tường và các cái trần sảnh ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 rất rực rỡ và đẹp mắt. Tuy ngôi nhà có mặt mặt tiền nhưng nó toát lên cái vẻ đẹp nổi bật, sang trọng, bắt mắt. Bây giờ ta vào bên trong của ngôi nhà. Bên trong của ngôi nhà thì bề ngang của ngôi nhà là 4,5 m và chiều dài của ngôi nhà là 16,5 m. Ở tầng 1 thì được mái của tầng 1 là sảnh của tầng 2 là được đổ ra tầng cổng, cho nên về diện tích sử dụng là 16,5 m cộng với 2,5 m ở sân là thành 19 m. Từ cổng vào thì là đây có thể là nơi để xe ô tô, xe máy. Còn bước vào cửa chính sẽ là phòng khách rộng 19 m² và ngăn cách giữa phòng khách và cầu thang sẽ là hệ lam gỗ. Hệ lam gỗ này nó tạo cái sự thông thoáng và cái thẩm mỹ đẹp mắt giữa cái phòng khách và cầu thang. Và đi qua cầu thang sẽ là bếp ăn, bếp nấu và bàn ăn rộng 28,5 m². Cuối ngôi nhà sẽ là nhà vệ sinh và sân rửa. Ta lên tầng 2 ngôi nhà. Tầng 2 ngôi nhà tầng 2 ngôi nhà được bố trí 2 phòng ngủ, mỗi phòng rộng 20,3 m² và phòng rộng 13 m². Phòng rộng 23,5 m² được đặt ở ngoài cùng sau ban công tầng 2. Và cuối ngôi nhà là nhà vệ sinh
và sân phơi, ở giữa là phòng sinh hoạt chung và cầu thang bộ đi lên tầng 3. Ở giữa cầu thang chúng tôi có lắp một cái hệ kính ở trên mái để dùng để lấy sáng từ trên xuống. Ta lên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì được bố trí một phòng ngủ và phòng thờ, và ngoài cùng là ban công. Phòng thờ được đặt sau ban công, và hướng của bàn thờ được đặt theo tuổi của anh Hiệp. Ở đây có bố trí một cái lam gỗ để tạo cái sự kín đáo và thông thoáng cho bàn thờ. Cuối cùng ngôi nhà là sân thượng. Đây là nơi sẽ là giặt giũ và tập thể dục của gia đình anh chị, anh Hiệp và chị Hằng. Và đây là phòng ngủ rộng 12 m². Phòng ngủ này có nhà vệ sinh riêng. Còn đây là lỗ thông tầng lấy sáng từ trên mái xuống. Vừa rồi là công năng của nhà anh Hiệp, chị Hằng ở phố Trường Thi. Chúng ta nhìn lại một lần nữa cái hình khối bên ngoài của nhà anh Hiệp về ban ngày cũng như về ban đêm, từ trên xuống, từ bên phải sang. Tuy bề rộng là 4 m², nhưng thể hiện được cái kiến trúc sắc nét bắt mắt nổi bật ở khu phố. Vừa rồi là tôi trình bày nhà anh Hiệp ở phường Trường Thi, thành phố Vinh. Các bạn đều thấy video bổ ích thiết thực thì các bạn vào đăng ký kênh YouTube và nút chuông để không bỏ lỡ cái video nào cả. Hẹn gặp lại các bạn ở video giới thiệu ngôi nhà sau. Chào các bạn. Chào các bạn.